Tới cái ngày thứ 20 á là Hương chìm vào trong cái vai nhân vật bà Lệ đó luôn. Lệ, mày đừng đi vớt xác nữa. Không phải hiểu chết không đâu. Còn nữa đó, mày với gia đình mày cẩn thận đó. Khi Hương nhận kịch bản này thì Hương thấy ôi cái nghề này nó đặc biệt quá. Cái nghề này Hương đã từng gặp được vài người và Hương muốn trải nghiệm một cái vai diễn mới, một cái hành trình làm nghề của mình có một cái vai diễn đặc biệt, đó là nghề vớt xác trong phim Maya. Ngay lúc mà Việt Hương quay thì Hương không có thấy hậu quả gì, tại vì đoàn phim bệnh hết, có một mình Hương không bệnh. Thì Hương là các bạn gọi là chiến binh giỏi nhất trong đoàn, bạn bự nhất cả trăm ký còn bệnh, mà Hương 36 ngày không bệnh, cộng thêm 12 ngày ở Cần Giờ nữa. Mọi người ngâm sao Hương cũng ngâm vậy. Nhưng sau đó là có bệnh hậu nha cả nhà. Là mình là phụ nữ, mình ngâm dưới nước là âm, cho nên là mình lạnh từ từ. Và phụ nữ thì ai cũng sẽ có nguyệt kỳ. Nguyên 36 ngày đó là Hương cứ nghĩ trong đầu là không được, không được, không được. Và cuối cùng là cái nguyệt kỳ đó không xảy ra với Hương luôn. Nhưng sau đó thêm 3 tháng nữa nguyệt kỳ đó cũng không có luôn. Và mình phải đi khám bệnh, mình phải hỏi coi. Thì người ta nói trước tiên là do tâm lý. Ngày nào mình cũng nghĩ là không nên bị để ráng đi phim. Thì nó dẫn luôn đi là 3 tháng sau cũng không. Một ngày ít nhất là 8 tiếng, nhiều nhất là 13 tiếng cứ đứng dưới nước thôi. Cho nên là nó lạnh từ từ từ. Và khi mình phát lạnh là cái chân của Hương á, 5 ngón thì cái ngón, 2 cái ngón này nó cứ rút vô thôi. Gọi là dợp bẻ trên cạn. Có nghĩa khi mình nằm ở nhà là cái chân mình nó cứ rút lên như nè. Đó, dợp bẻ. Sau đó là mình tập cho nó đừng có bị. Và sau đó là mình bị cơ mặt mình á nó rút lên, chứ không phải là mình bị liệt dây thần kinh số 7. Có nghĩa là cơ mặt nó lạnh, nó co lên. Thì mình phải chọn chăm cứu. Nếu mà Hương đứng được cái dưới lòng nước á, là các bạn phải cột tạ vô người. Cái tạ phải cột vô người để cho nó nặng. Chứ nếu mà mình lặn á, là mình liên tục phải hất cái tay lên để cho nước nó lên thì mình mới nằm ở dưới lòng được. Còn mình thả ra là bắt đầu mình hết hơi là nó sẽ nổi lên. À, cho nên Hương sẽ phải có cái kỹ thuật nào mà mình đứng dưới nước lâu như vậy là mình cột tạ. Mình cột tạ cho người nó chìm xuống. Mình đứng dưới là mình lấy dao ra, mình cắt lưới, mình tháo xác ra. Cho nên là tự nhiên sợ là cái xác nó đã làm cho mình sợ rồi. Là đoàn phim có làm cho Hương một căn nhà luôn. Muốn hẳn một cái căn nhà của một cái gia đình đó. Ở ngoài một cái cồn, một căn nhà thôi. Và Hương ở trong căn nhà đó, Hương sinh sống hàng ngày. Tới cái ngày thứ 20 á là Hương chìm vào trong cái vai nhân vật bà Lệ đó luôn. Khổ y chang bả luôn. Nhưng mà bắt đầu mình đi vào cái cuộc đời của bà Lệ, cái tự nhiên mình bị buồn theo bả luôn, mình trầm hút theo bả luôn. Mình gọi là trầm cảm theo bả luôn. Cái mình đó, mỗi lần mình bước ra đó, mình sợ mình khóc, mình sợ mình đau, mình sợ mình buồn, mình sợ mình khổ. Gọi ông Phương, ông xã của mình á, anh ơi xuống chơi đi anh, để cho em biết là gia đình hạnh phúc vui vẻ, chồng con đề quề. Anh ơi mua cái gì đắt tiền tặng em đi anh, để cho em biết em có tiền em giàu có. Nói chung là mình làm cái gì để cho nó cho mình vui hơn. Tất cả nói chung là anh Phương là người, một người chồng luôn ở sau lưng Hương, hỗ trợ toàn bộ về kinh doanh, về giống như đi Úc về rồi là anh phải đi theo để ảnh gọi là gì ta, thông dịch và nói chuyện và kể chi tiết những cái cho nhà sản xuất ở bên Úc cũng muốn gặp mình, nhà sản xuất bên Hàn cũng muốn gặp và hỗ trợ hết về mặt tinh thần và rất là cưng chiều vợ, tại vì thấy vợ tội nghiệp và thấy vợ mê nghề đó. Chứ lần nói là em ơi đầu gối em đau quá rồi, em cứ mang dép thấp đi, không phải mang giày cao. Nó em muốn mang giày cao cho bằng áo dài đẹp. Ông nói lựa áo dài nào mà mang giày thấp, nó áo dài nào mang giày thấp được đó. Nói chung là với Phương là Hương cạo đầu cũng thấy đẹp. Mình đang may mắn không biết sau này ra sao, nhưng ngay bây giờ thì mình may mắn có một cái người bạn đồng hành